nắng lắm thì mưa nhiều. Dự kiến năm nay thời tiết cực kỳ là khắc nghiệt. Cái thời điểm này xe ô tô rất là rẻ anh em nhé. Phải nói là cực rẻ luôn. So những cái thời điểm cách đây khoảng độ 3-4 tháng thì mỗi một con xe nó xuống 5-70 triệu. Cơ hội để anh em mua được xe rẻ. Con XLS 2020 số tự động một cầu, full đồ chơi, lắp thùng, màn hình cam lùi, ghế da, nói chung là full đồ, 460 triệu. XLS số tự động một cầu 2020 màu đỏ đun. BT25 này bên Đức Trung đã nhận cọc, cũng gần hết xe rồi anh em nhé. Những con xe mà để trong đây là cũng đã nhận cọc của khách hàng. Wintech 2016 động cơ 3.2 số tự động 2 cầu, màu cam màu trắng, giá chỉ hơn 500 thôi, 5XX anh em nhé, XX trung học. Con này thì lắp thùng cuộn, con này thì lắp thùng bậc. Hilux E số tự động một cầu, động cơ dầu 2.4 2021, còn màu đen và màu cam. Anh em quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với Đức Trung, số điện thoại 0965 951 955. Trời nó mưa quá, Đức Trung quay sơ sơ để giới thiệu, chứ còn tất cả các xe thì đều đã có video chi tiết, để có bộ ảnh riêng này. Địa chỉ xem xe là Uông Bí, Quảng Ninh, đối diện bên này trạm đăng kiểm của Uông Bí anh em này. Ngoài những cái mẫu xe này thì bên Đức Trung vẫn còn một số các cái xe rồi thì cũng thấp thấp, ví dụ như là có Toyota Hilux 2011 số sàn 2 cầu, giá cũng chỉ loanh quanh 300. Thế và XLS thì có 2016, 2017, giá cũng chỉ hơn 400 một chút, có màu bằng cát, màu xanh thiên thanh. Thế ngoài ra thì cũng còn một số các cái mẫu xe khác nữa, ví dụ như là có Toyota Hilux số tự động 2 cầu 2016 màu đen, bản full, bản G, động cơ 3.0 anh em nhé, giá cũng chỉ loanh quanh 600 thôi. Thế còn khá nhiều những cái loại xe khác này, hôm nay anh em cũng đi công vụ. Anh em mà quan tâm đến những cái mẫu xe bán tải đã qua sử dụng lướt lướt, hoặc là những cái con đời nó bình bình thì bên Đức Trung đều có hết. Còn xe chất thôi, xe thì cam kết với anh em là đẹp, bao check hãng, check test theo yêu cầu, khuyến khích mang thợ để kiểm tra. Mưa gió quá cho nên là không đi đâu được, thì nói chung là lên sóng cho anh em mấy cái mẫu xe. Anh em quan tâm thì cứ đến trực tiếp xem xe tại Uông Bí, Quảng Ninh. Với cái tầm tiền là hơn 500, anh em mua những cái dòng Wintech 2016 này quá hợp lý. Đương nhiên là dầu này nó ăn hơn một chút, không đáng kể. 100 cây thì ăn thêm khoảng nửa lít đến 1 lít. Và cái cảm giác lái cũng như là các cái option, rồi là các trang thiết bị nó cao cấp, đi nó rất là thích, rất là an toàn. Những cái dòng 3.2 này thì nó trang bị đầy đủ luôn. Có cảm biến trước sau, có phanh khoảng cách, có 6 túi khí, cảnh báo lệch làn, phanh tự động, rồi là phanh khẩn cấp, phân bổ lực phanh, rất nhiều các cái công nghệ hiện đại, điều hòa tự động, gạt mưa tự động, đèn pha tự động. Những cái con này là máy số là nguyên zin, nội thất đẹp,
gầm bệ chất luôn. Hai mươi sáu trở lên thì có thể làm trả góp được anh em nhé. Cái thủ tục bây giờ nó cũng tương đối là nhanh, cái lãi suất bây giờ cũng khá là hợp lý, cơ hội để anh em mua xe. Những cái dòng xe nhập này càng ngày nó càng hiếm đi anh em nhé. Xe lắp ráp ở trong nước thì đương nhiên là nó đẹp về form dáng, nhưng mà cái chất lượng của nó thì nó sẽ kém hơn so với những cái dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Thế nên là anh em lựa chọn thì đấy là cái quyền của mọi người thôi. Xe mới thì nó cũng có nhiều cái nó hơn, nhưng có nhiều cái nó cũng sẽ không bằng những cái xe đời sâu, nhưng mà cái chất lượng nhập khẩu thì bao giờ nó cũng cao hơn. Khi tiêu chuẩn của Việt Nam thì thông thường là nó sẽ thấp hơn tiêu chuẩn chung của các cái nước mà nó có cái sự phát triển về công nghiệp. Những cái mẫu Mazda này rất là rẻ. Ở bên nước Trung bán con này có hơn 300 triệu. Anh em mua về đi công việc này quá ok luôn. Chịu khó chăm sóc xe rồi là thay dầu thay mỡ đúng định kỳ, để lái xe cẩn thận là xe nó sẽ bền đẹp. Gần đây thì bên Đức Trung bán cũng khá là nhanh. Những mẫu xe này là toàn làm ngân hàng. Các cái thủ tục khi mà có đăng ký là ngân hàng sẽ giải ngân. Cái thủ tục thì nó cũng chỉ trong vòng khoảng độ 10 ngày thôi anh em nhé. 10 ngày quay lại thôi. Lâu nhất là rút hồ sơ. Về Đức Trung thì mạnh về các dòng xe bán tải. Thế anh em quan tâm thì cứ liên hệ để được tư vấn trực tiếp. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Chúc anh em có một cái ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các cái video lần sau.